Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành ca Rồi, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái con bot mới trong team hành lang ác mộng các bạn nha Tên của con bot này là Ám Vũ Nhìn đẹp các bạn ha Đây là Ám Vũ than khóc Tương tự như con theo quanh của chúng ta Nhưng mà là một bản nâng cấp của theo quanh các bạn Sách hai cái kiếm Nhìn ngầu hơn ngầu hơn theo anh một xíu đây là giống như một thực thể gì đó chứ không phải là một vị tướng hơi sát các bạn rồi à, ám vũ này nó sẽ có bốn kỹ năng kỹ năng đầu tiên đó là lời thề vững bền đó là ám vũ thang khóc sẽ sử dụng đòn đánh khác không phải đòn đánh thường trong trường hợp không có kẻ tuyên thệ cô ấy sẽ chọn một tướng địch làm kẻ tuyên tuyên thệ ưu tiên tướng ở trung tâm hàng sau tiếp theo là tướng có hiệu quả tấn công cao nhất nhiều quả tấn công của kẻ tuyên thệ sẽ tăng lên 50% và độ bền của họ sẽ tăng dần theo thời gian. Khi số lượng tướng địch có thể nhắm mục tiêu trên chiến trường lớn hơn hoặc bằng hai, độ đánh thường của ám vũ hang khóc sẽ không nhắm mục tiêu và gây sát thương lên kẻ tuyên thệ. À là cái con này nó có kỹ năng liên quan tới kẻ tuyên thệ các bạn. Tức là cái con tướng ở vị trí số 4 sẽ được ưu tiên làm kẻ tuyên thệ và con đó nó sẽ không bị cái con ám vũ này nhắm vào. Nếu mà trên chiến trường đang tồn tại nhiều hơn hai tướng. Nhìn tạo hình ngầu các bạn nha. Rồi, kỹ năng bóng tối nhảy múa. Ám vũ than khóc nhảy múa với thanh kiếm của mình. Gây sát thương hai lần lên các kia địch xung quanh. Khi số lượng tướng địch có thể nhắm mục tiêu trên chiến trường lớn hơn hoặc bằng 2, Bóng tối nhị múa sẽ không nhắm mục tiêu và gây sát thương lên kẻ tuyên thệ. <laughs> Nó bỏ qua sát thương lên kẻ tuyên thệ các bạn. Trong khi đó, kẻ tuyên thệ được hiệu quả tấn công tăng lên tới 50% và độ bền tăng dần theo thời gian nữa chứ. Như vậy tướng team mình càng trâu thì kẻ tuyên thệ về cuối trận độ bền càng cao các bạn. Có thể là không bị đai luôn. Ám vũ than khóc, đây là kỹ năng đây là kỹ năng bóng tối nhị múa chúng ta đến với kỹ năng tiếp theo đó là lời thề bất duyệt am vũ than khóc xuất hiện ở bên phải chiến trường sau đó di chuyển về phía bóng ma của kẻ tuyên thệ bên trái chiến trường tay cầm một bó hoa mỗi khi cô ấy nhận sát thương tương đương với hai máu tối đa của mình khi bắt đầu di chuyển chuẩn bị di chuyển về phía bóng ma của kẻ tuyên thệ hoặc trong khi di chuyển cô ấy sẽ mê hoặc kẻ tuyên thệ ạ à, nếu độ bền của người Tuyên Thệ đủ mạnh để chống lại bùa mây của Ám Vũ Than Khóc, quái sẽ ngừng di chuyển và rơi vào trạng thái đau buồn trong 5 giây. Sát thương phải nhận khi ở trong trạng thái đau buồn sẽ tăng thêm 100%. Nếu Ám Vũ Than Khóc đã di chuyển về phía trước bóng ma của kẻ Tuyên Thệ, sát thương mà quái phải nhận trong 5 giây tiếp theo sẽ giảm 50%. Cơ chế của con boss này khá là vui các bạn. Nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta để cái con tướng làm chọn cái tuyên thệ mà độ bền kiểu một dạng tướng mà có độ bền thấp á thì sẽ bị con này mê hoặc và sát thương nhận vào để giảm còn nếu một cái con tướng mà có độ bền cao chống lại cái chống lại chống lại cái sự mê hoặc của cái con tướng cái con ám vũ này thì tim mình sẽ gây ra đam cái con này nhiều hơn mà nó bị có 5 giây hoặc là 5 giây khổ đặng các bạn 5 giây ngồi khóc <laughs> nó sẽ có 5 giây ngồi khóc rồi, kỹ năng cuối cùng đó là xoáy nước thù hận. Sự oán hận của án vũ thăng khóc kết thành một màn xương mờ đục, khiến mọi kẻ địch khiếp sợ, trừ kẻ tuyên thệ và sau đó quái thực hiện điều nhảy múa kiếm của mình, gây sát thương lên kẻ địch ở gần. Cô ấy cũng xin nhận khiên có giá trị bằng 5% máu tối đa của mình kéo dài cho đến khi kết thúc mạc, mà, màn múa kiếm. Wow! Khi khiên vẫn còn hoạt động, sát thương mà cô ấy phải nhận từ kẻ tuyên thệ sẽ tăng 100%. Và sát thương từ những cái địch khác sẽ giảm 90%. Nếu khiên bị phá khi đang hoạt động, tất cả các cái địch sẽ ngay lập tức được giải phóng khỏi các hiệu ứng đáng sợ và năng lượng của họ sẽ được bổ sung đầy đủ. Đồng thời, ám vũ than khóc sẽ rơi vào trạng thái đau buồn trong 5 giây và trong thời gian này sát thương mà có ý phải nhận sẽ tăng thêm 100%. Cái con bot này nó sẽ xoay quanh một cái kẻ tuyên thệ các bạn. Không biết thì đội hình mà đội hình đội hình siêu mạnh đã đánh con bot này như thế nào vậy chúng ta cùng xem thử. Và đây là đội hình được chọn để đánh kẻ tuyên thệ này các bạn ám vũ than khóc. Belinda. Belinda là kẻ được chọn. Belinda, Saurus, Solai, Bonmer với lại Ren các bạn. Lượng đam gây hơn 8,3 tỷ. Và con này được tiêu diệt trong vòng 36,97 giây. Rồi chúng ta cùng xem qua bộ kỹ năng của con ám vũ than khóc luôn các bạn. Giảm tốc độ xuống. Mút kiếm kìa biến ra hàng sâu à nó đang di chuyển kia các bạn bot nhìn ngầu thế đang di chuyển tới cái ô di chuyển được tới cuối luôn không chống lại sự mơ hoạt được nó đã di chuyển được tới cuối các bạn xoáy kiếm Ở đây bôn mơ Bôn mơ là kẻ được chọn các bạn nha Các bạn thấy trên đầu bôn mơ nó có một cái bông hoa Như vậy bôn mơ của chúng ta là kẻ tuyên thệ Và nó lại tiếp tục sử dụng cái kỹ năng mà nó di chuyển Tới cái vị trí của bôn mơ đang đứng Ủa kỳ chưa thấy cái kỹ năng mà tung ra làm sợ hãi tất cả các cái địch các bạn chắc chưa kịp thi chuyển rồi mới xoay kiếm để đánh xong rồi bật cái kỹ năng kẻ tuyên thệ ha nó sẽ di chuyển từ bên góc nó tới bên chỗ kẻ tiên thệ và nếu nó di chuyển tới nơi thành công không ngăn lại được bơm mơ không chống lại sự mô hạt được các bạn đã di chuyển tới nơi thành công Ở đây tại sao không dùng cái con ở qua Belinda thay thế vào vị trí của bên mơ các bạn? Mình có một xí hồi nghi tại vì sát thương gây ra bởi kẻ tuyên thể nó sẽ được tăng tới 50%. Độ bền cũng tăng. Nhưng mà ở đây thì uh, bên mơ là kẻ được chọn. Hình như cái con bên mơ nó có nó chống lại sự mơ hoạt của con uh, của con ám vũ than khóc hay sao á. Lại tiếp tục di chuyển. Di chuyển chưa tới nơi thì đã bị Belinda hạ gục rồi. Ok, một cái con boss khá thú vị các bạn. Các bạn nghĩ cái con boss này trở thành một con tướng thì nó sẽ như thế nào? Lựa chọn Bolmer. Ưu tiên vị trí trung tâm hàng sau của cây địch các bạn nha. Rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.